chào các bạn nhỏ thân yêu của chị Chim Sinh. Hôm nay chị sẽ giới thiệu cho các em một bộ 4 quyển sách sticker mới rất là dễ thương mà ở shop chị mới về hàng ha. Đây là mẫu sách dán hình Việt Nam và đã được cải tiến rất nhiều so với những cái mẫu cũ. Hôm nay thì chị sẽ chơi trước quyển màu hồng này cho các em coi. Còn 3 quyển còn lại chúng ta sẽ lần lượt chơi vào những video sau nhé. Mở bên trong quyển sách là các em sẽ thấy có hình ảnh các nàng búp bê xinh đẹp và những trang hình dán. Hình dán khá là dễ bóc. Và các em biết không, điểm đặc biệt được cải tiến đó chính là những cái hình dán này người ta đã đánh số thứ tự các trang cần dán cho các em, dễ dàng hơn trong việc là lựa chọn những cái đề can để dán. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trang đầu tiên. Các em để ý, theo dáng đứng của mỗi nàng búp bê thì sẽ có những bộ quần áo nó phù hợp với cái dáng đứng đó. Và trong quyển sách cũng đã có cái sự hướng dẫn cho các em, là ví dụ như trang đề can này sẽ dành cho các nàng búp bê ở trang số 1, trang số 2, trang số 3, trang số 4, đại loại như vậy đó. Rất là dễ dàng ha, các em chỉ việc đọc cái số trang ở phía dưới cuối, sau đó lựa chọn những cái hình dáng đề can phù hợp với dáng đứng của các nàng búp bê là ok. Wow, chị Chim Sinh đang lựa chọn những cái bộ đồ rất là dễ thương cho các nàng búp bê nè. Quần kết hợp với áo thun, mỗi nàng đứng một kiểu ha. Và nàng cuối cùng thì được mặc một cái đầm xòe màu hồng, có viền màu xanh da trời ở phía chân váy, có thêm họa tiết những trái tim xinh xinh. Có cả giày nữa. À, điểm đặc biệt trong quyển sách lần này là các em sẽ thấy có rất là nhiều hình dán, nhiều hơn rất là nhiều so với những cái mẫu cũ. Những cái mẫu sách sticker Việt Nam cũ mà chị từng chơi thì nó khá là ít về sticker đúng không? Thì trong quyển sách này được khắc phục và giá rất là mềm ha. Giá quyển sách này hình như chị nhớ không nhầm là tầm 30.000 hay 31.000 gì đó. Bạn nhỏ nào muốn mua, các em có thể gọi điện thoại tới số 0979086789 nha. Chơi cũng rất là đã. Nó có thể không đẹp bằng top model, nhưng đợt này thì chị Chim Sinh đánh giá khá là cao về cái mẫu sách mới này ha. Giờ chúng ta sẽ đến với trang tiếp theo. Mở màn là một chiếc chân váy khá là xanh điệu, kết hợp cùng với áo khoác jean cùng màu. Nàng búp bê này mang một dáng vẻ rất là cá tính ha, với mái tóc nhuộm tím, bộ trang phục vừa là công sở vừa đi chơi. Tiếp theo, nàng số 2 sẽ mặc một chiếc quần bò có in họa tiết xích sắc, đeo một đôi giày búp bê màu tím. Ngoài ra, nàng ấy sẽ mặc một chiếc áo len màu tím luôn. Đây là dạng áo len cổ độ nhé các em. Chắc chắn rồi, chúng ta đừng quên những phụ kiện đi kèm là túi xách nhé. Trang dưới, một chiếc quần, đây là dạng quần khaki lửng tới dạng đầu gối ha, có màu kem khá là tao nhã, kết hợp cùng với một chiếc áo sơ mi. À, chị Kim xin nhầm, xin lỗi các em nhé, đây là dạng áo thun và túi xách sọc caro màu đỏ cam. Còn nàng bên cạnh, nàng ấy sẽ đeo một đôi giày bata với vớ cao giống như những bạn học sinh trung học á. Wow, một bộ đồ rất chi là thể thao, khỏe khoắn năng động. Mỗi nàng búp bê đều có cho mình những bộ đồ xinh đẹp. Đến với trang tiếp theo nè. Đầu tiên là một chiếc áo thun tay dài màu hồng và có in hình một chú cún ở trước ngực. Nàng ấy sẽ mặc chung cùng với một chiếc đầm jean và một chiếc túi xách. Túi xách màu tím có họa tiết chấm bi. Còn nàng búp bê số 2, nàng ấy sẽ mặc một chiếc quần jean kết hợp với dáng áo cúc ngực Barbie doll. Một đôi giày thể thao sẽ làm bớt đi
vẻ nữ tính mà làm tăng lên cái sự năng động của bộ trang phục này ha. Tiếp theo, chúng ta có một set trang phục khá là lạ mắt. Một set trang phục vừa mang sự nữ tính nè, vừa cũng rất là năng động, kết hợp giữa màu xanh lá cây và màu hồng. Đừng quên đeo giày cho các nàng búp bê nữa nhé. Mỗi nàng búp bê đều sẽ sở hữu một bộ trang phục, kèm theo đó là giày và túi xách. Ngoài ra còn có rất nhiều những cái sticker để các em trang trí. Nàng búp bê cuối cùng, một chiếc áo sơ mi tay xách nách màu tím, cổ sơ mi và kết hợp với chân váy màu xanh chấm bi. Ở eo có nhánh một bông hoa rất là dễ thương. Và nàng ấy sẽ mang đôi giày búp bê để tăng sự dễ thương của mình ha. Vì nàng ấy đang theo cái phong cách tiểu thư nhẹ nhàng nữ tính đó. Không quá khó, chúng ta đã hoàn thành xong việc lựa chọn trang phục cho các nàng búp bê. Giờ tiếp tục chúng ta sẽ phối đồ cho các nàng búp bê ở phía sau. Có rất là nhiều những bộ đồ xinh đẹp để mặc lên cho các nàng búp bê. Các em nhớ nhé, lựa chọn dáng đứng của búp bê phù hợp với cái bộ trang phục đã được để sẵn. Và bạn nhỏ nào muốn mua có thể gọi điện thoại tới số 0979086789. Đừng quên like video nha.
Các bạn nhỏ thân yêu ơi, rất nhanh chóng thì chị Chim Sinh cũng đã chơi xong quyển sách Sticker Fashion thiết kế thời trang rồi nè. Chúng ta hãy cùng nhìn ngắm lại từng bộ trang phục mà nãy giờ chị Chim Sinh đã mặc lên cho các nàng búp bê nhé. Và chị Chim Sinh tin rằng các em sẽ lựa chọn trang phục đẹp hơn, tốt hơn chị Chim Sinh rất là nhiều. Cảm ơn các em đã theo dõi hết video này. Đừng quên like video và đăng ký kênh Chim Sinh Channel nha. Còn bây giờ, chị Chim Sinh xin chào tạm biệt các bạn nhỏ thân yêu và hẹn gặp lại các em.